my lord. We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tali. Trong 3 phần phim của The Hobbit, chúng ta được chiêm ngưỡng cuộc hành trình vô định của Bilbo, cũng như là nguyên nhân mà tại sao Bilbo lại có được nhẫn chúa từ tay Gollum. Nhưng ở đó còn có một sự hiện diện của một nhân vật nổi bật khác, đó chính là Thorin, một hoàng tử của Erebor và cũng là một vị vua dưới gầm núi. Thorin đã thể hiện được khí chất của một vị vua người lùn. Chúng ta được thấy sự thăng trầm của một vị vua người lùn, sự cám dỗ đến từ vàng, căn bệnh mà không vị vua người lùn nào có thể né tránh được. Thorin cũng là người kế thừa của dòng máu Durin danh giá của người lùn. Đa phần thì cuộc đời của Thorin đã được khắc họa rất là rõ nét trên The Hobbit. Nhưng trước đó thì Thorin đã trải qua những gì, sức mạnh và tính cách của vị vua này ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Thorin được sinh ra vào năm 2746 của thời đại thứ 3 tại Erebor, khi mà Erebor được bình yên trong một khoảng thời gian khá là dài, hơn 150 năm sau khi ông nội của Thorin về lại nơi đây để tiếp tục phát triển vương quốc. Thorin là con trai của Thanin II và cháu nội của Thor, là hậu duệ trực tiếp của dòng dõi Durin hoàng gia. Thời điểm đó thì các vị vua Durin đang cai trị tại ngọn núi Cô Đơn. Thorin có hai người em, một là Frenin, người này đã hy sinh trong trận chiến chiếm lại Moria về sau, và người em út tên là Dis, một người phụ nữ, đây chính là mẹ của Fili và Kili. Đến năm 2770 của thời đại thứ 3, đây chính là thời điểm mà dòng Smaug tấn công vào Erebor, thì khi này Thorin mới chỉ có 24 tuổi, độ tuổi trưởng thành của người lùn là 50 tuổi, thì tính ra Thorin vẫn còn chưa được trưởng thành. Và có một điều đặc biệt, đó là không giống những gì mà mọi người được thấy trên phim khi mà Thorin phát hiện ra rồng Smaug và mang quân đi đón đầu con rồng như ở trên phim. Thì thực tế, ngày hôm đó Thorin không hề có mặt tại Erebor, Thorin khi đó đang đi săn cùng với một nhóm tùy tùng khác, nên là tính ra Thorin còn chưa được nhìn thấy mặt con rồng Smaug cho đến khi về lại Erebor. Đó cũng là trả lời cho câu hỏi Thorin tại sao lại không hề biết cánh cửa bí mật ở Erebor, là bởi vì ông không hề có mặt tại thời điểm đó và tuổi còn quá nhỏ để có thể hiểu được hết Erebor. Khi dòng Smaug chiếm được Erebor thì Thor và Thain đã trốn thoát bằng chính cánh cửa bí mật này. Sau đó thì Thorin đã theo gia đình di chuyển xuống phía nam đến Dumland để sinh sống. Lý do chọn nơi đây để cư trú là vì đây chính là cửa ngõ để tiến vào Moria. Thorin đã sinh sống với gia đình của mình tại đây trong 20 năm. Sau đó Thor đã trao lại nhận sức mạnh của người lùn cho Thanin II và ông quyết định tiến vào Moria. Chi tiết này cũng đã bị thay đổi trên phim khi mà không phải toàn bộ gia đình của Thorin đánh vào Moria mà chỉ có mình ông nội của Thorin tiến vào và bị Azog sát hại. Để đáp trả lại sự nghiệt ngã đó thì Thanin II đã tổ chức quân đội người lùn, trong đó có cả sự giúp sức của người lùn dãy đồi sắt để tiến vào đánh Moria, là khởi nguồn cho một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của kỷ thứ 3. Lúc đó Thorin cũng đã tham gia cuộc chiến này, mặc dù đã chiến thắng nhưng thiệt hại cũng là quá lớn, và đây cũng là nơi mà Thanin II giết chết Aerog chứ không phải là như Thorin giết chết như trong phim. Thanin II cũng không hề mất tích trong cuộc chiến này như ở trên phim. Sau cuộc chiến, Thorin đã cùng với cha của mình về lại Dumland sinh sống một thời gian, rồi họ chuyển tới phía bắc dãy núi xanh để sinh sống. Đây chính là di tích cũ của vương quốc Beregoth tại kỳ 1, và sau đó Thanin II mới mất tích, khi mà cũng có ý định thực hiện cuộc hành trình như của Thorin về sau nhưng đã không thành công nên mới bị mất tích. Thorin vẫn cứ sinh sống ở dãy núi xanh, rồi đến một thời gian sau, vào năm 2941, Thorin đã được gặp lại pháp sư xám Gandalf. Ông đã nghe theo lời xúi dục, lời khuyên của Gandalf đó là giành lại Erebor. Vậy đã nối được trực tiếp đến phần đầu của The Hobbit. Từ đây về sau thì cũng không có nhiều điều mới, nên mình chỉ nói sơ qua các sự kiện về hành trình của Thorin thôi nhé. Thorin đã cùng với 12 người lùn khác, cộng với Bilbo và Gandalf, tổng cộng là có 15 người, thực hiện cuộc hành trình điên rồ này. Mục đích là xâm nhập vào Erebor để lấy viên ngọc đế vương Ekenstone ra, dùng nó để triệu tập đội quân của 7 gia tộc người lùn hợp sức đánh lại dòng Smaug. Vậy Thorin là dòng dõi Durin thì đội quân thứ 7 ở đâu ra? Đó chính là đội quân của Dain II của dãy đồi sắt. Dain II cũng mang dòng máu Durin. Qua video nói về người lùn thì mọi người cũng đã biết có nhiều gia tộc người lùn ở Tít Sa. Vậy triệu tập được họ có khả thi không? Câu trả lời là có, vì Thanin II đã từng triệu tập đội quân người lùn này. Đó chính là trong cuộc chiến tại Moria, biến nó trở thành một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của kỳ thứ 3, cuộc chiến của cả chủng tộc người lùn với lại Orc của Moria. Nhưng nó khác nhau ở chỗ, lần đầu tiên mà 7 gia tộc người lùn cùng hợp sức đáp trả lời kêu gọi của Thanin II là vì sự tàn ác mà Azog đã làm với lại Thor, nó như một sự sỉ nhục toàn bộ chủng tộc người lùn, nên họ mới sẵn sàng đáp trả. Còn đánh dòng Smaug chỉ để chiếm được lại Erebor, mình nghĩ kể cả Thorin có được Ekenstone cũng chưa chắc có thể triệu tập được họ, vì lý do đó sẽ không đủ thuyết phục được họ phải sẵn sàng hy sinh. Còn nếu họ đồng ý tham gia giết rồng thì sao?
Câu trả lời là họ có thể làm được nếu có một đội quân người lùn thiện chiến khoảng 15-20.000 quân thì họ có thể không ngán con Smaug này. Trong trận chiến muôn vàn nước mắt tại kỳ 1 thì người lùn của Belagos phang rồng gầm mầm, mấy con đó còn to hơn Smaug nhiều. Khi mà biết dãy núi xám có rồng cư trú, gia tộc Durin còn chủ động phang rồng nữa là. Họ chỉ thất bại khi rồng ở dãy núi xám là rồng băng chứ không phải là rồng lửa. Nếu không thì mọi chuyện đã khác rồi. Còn Erebo bị chiếm dễ dàng là vì Erebo khá yên bình trong mấy trăm năm nên họ không nuôi nhiều quân đội. Thế nên kế hoạch của Thorin là có khả thi, trước mắt thì cứ lấy viên Arkenstone đã rồi thuyết phục 7 gia tộc người lùn sau, ra sao thì tính tiếp. Giờ chúng ta quay trở lại với hành trình của Thorin. Điểm đáng chú ý là khi đoàn của Thorin chạm trán một nũ chôn núi, tại nơi đây Thorin đã có được thanh Orcrit, một thanh kiếm khá nổi tiếng của tiên tộc khi mà chủ nhân của nó múc Erok ầm ầm rồi giết chết rất nhiều là Orc. Rồi đến lũ Goblin, chúng phải khiếp sợ khi nhìn thấy nó. Đoàn của Thorin sau đó đã ghé qua Rivendell để lãnh chúa Elrond giải mã tấm bản đồ mà Thorin được Gandalf trao lại. Khi có được những thông tin trên tấm bản đồ, đoàn đã tiến về rừng Amu, nhưng họ đã chạm mặt với bầy nhện và rồi đã bị Thranduil bắt giam, nhưng họ đã trốn thoát được ra và đi về phía hồ trấn. Tại đây, họ được chào đón nồng nhiệt bởi người dân của hồ trấn với sự ca ngợi của một vị vua đã trở về. Sau đó, đoàn của Thorin tự ý xâm nhập vào Erebo khi mà không có Gandalf bên cạnh. Tuy rằng Bilbo đã lấy được viên Arkenstone nhưng đã đánh thức con rồng Smaug dậy. Smaug cho rằng người ở hồ trấn đã giúp đỡ lũ trộm xâm nhập vào Erebo nên đã tức giận bay về phía hồ trấn để trả thù, nhưng rồi đã bị Bran hạ gục bằng mũi tên đen. Sau cái chết của rồng Smaug, người dân hồ trấn đã yêu cầu Thorin chia sẻ một phần kho báu vì họ muốn được đền bù cho sự tàn phá của rồng Smaug lên hồ trấn của họ. Nhưng mà Thorin khi được thừa kế Erebo cũng đã thừa kế luôn sự tham lam của những vị vua. Ông đã không xì ra kho báu thuộc về mình mà còn tức giận trước sự hiện diện của Thranduil. Thế nên Thorin đã từ chối chia sẻ bất cứ thứ gì từ kho báu của mình, và Thorin đã đưa tin cho Danin II mang quân tới để bảo vệ vương quốc, rồi còn mình thì cố gắng tìm viên Arkenstone. Nhưng mà Bilbo đã bí mật trao lại viên Arkenstone đó cho Thorin vì biết rằng Thorin đang bị vàng làm cho mù quáng, không còn là chính mình nữa. Thorin khi biết được hành động của Bilbo đã trở nên tức giận và tố cáo người bạn đồng hành của mình là kẻ phản bội, căng thẳng ngày càng leo thang đến mức gần như đã xảy ra một cuộc chiến. Cho đến khi quân đoàn Orc ập tới và trận đại chiến của năm cánh quân diễn ra ngay trước cửa ngõ của Erebo, các chủng loài của Trung Địa đã dẹp hiềm khích sang một bên để cùng đoàn kết chống lại kẻ thù chung. Trong trận chiến, Thorin đã dẫn đầu một cuộc tấn công chứng tỏ sức mạnh của một nhà lãnh đạo. Tấn công từ ngọn núi ra ngoài, Thorin đã chiến đấu rất là dũng cảm để bảo vệ vương quốc của mình. Nhưng rồi sau đó, Thorin đã bị trọng thương và được Bio, người hóa cấu, phi ra cứu, rồi đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên thì Fili và Kili cũng đã hy sinh tại đó, còn Thorin thì đã bị thương quá nặng, khó có thể qua khỏi. Khi này, Thorin đã xin lỗi Bilbo vì những lời nói và hành động của mình trong lúc tức giận, bị vàng làm cho tâm trí mù quáng. Thorin đã khen ngợi tính cách tốt đẹp, lòng dũng cảm và tình bạn của Bilbo. Sau đó thì Thorin đã chính thức qua đời. Thorin được ăn nghỉ sâu trong lòng của ngọn núi cô đơn. Ba đã đặt viên Arkenstone lên ngực của Thorin, còn tiên tộc thì đặt thanh Orcrit lên. Thorin đã thọ 195 tuổi. Thorin là một con người thông minh, kiêu hãnh, hơi bướng bỉnh, hay thích trả thù. Ông cũng là một người lùn tinh tế, có sự cao quý của người thừa kế ngai vị Durin. Thorin thích đối xử với những đồng minh của mình bình đẳng như những người trong gia đình. Điều đó đã khiến ông rất được kính trọng ở các nơi mà ông đã từng tiếp xúc và đi qua. Ông vô cùng dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì bất kỳ một lý do chính đáng nào, ngoài trừ trận đại chiến của năm cánh quân, vì khi này Thorin đã trở thành một vị vua của Erebo, không thoát được khỏi sự cám dỗ từ vàng như các vị vua đời trước. Vì muốn sở hữu viên Arkenstone quá mức đã tác động quá nhiều vào tâm trí của Thorin, biến ông gần như trở thành một con người khác, không còn là một Thorin mà Gandalf từng biết. Đấy là chưa kể, chứng nhận sức mạnh mà cha của Thorin đang nắm giữ đã bị Sauron thu hồi, chứ nếu Thorin có được thêm nó nữa thì mọi chuyện sẽ đi xa lắm, Thorin sẽ còn đáng sợ hơn cả ông nội của mình. May mắn là trước khi hy sinh, Thorin đã kịp lấy được lại bản thân của mình khi biết được việc mình làm là sai, cầu xin sự tha thứ của Bilbo và ước rằng mình vẫn còn được vui vẻ như ngày xưa. Thorin là một chiến binh có thể chiến đấu với nhiều loại vũ khí đa dạng như là rìu, cung, kiếm, chứ không bị giới hạn bởi một loại vũ khí nhất định như những chiến binh người lùn khác. Thanh kiếm mà Thorin sử dụng trong cuộc hành trình giành lại quê hương đó chính là thanh Orcrit. Đây là một thanh kiếm của thượng tiên từ kỳ thứ nhất nên nó rất là mạnh. Thanh kiếm đã kết liễu hàng nghìn con Orc trong thời gian mà chủ nhân của nó sử dụng. Nó được rèn bởi thượng tiên của Gondolin, điều đó khiến nó không chỉ là một vũ khí đáng giá mà còn là một vũ khí đáng sợ. Thorin khi nhìn thấy thanh kiếm đã kết luôn, tuyên bố nó là của mình, chứ không có sự do dự khi biết nó là của tiên tộc. Nhưng thanh kiếm đã bị tiên rừng tước bỏ và thu giữ khi đoàn của Thorin xâm nhập vào khu rừng.
Nó chỉ được trả lại cho Thorin khi mà ông đã nghèo sau cuộc chiến. Đích thân Thanduin đã đặt thanh kiếm lên ngực của Thorin. Orcrit có nghĩa là đao chạm quyền lùn trong tiếng của Sindarin. Và theo như trong truyện thì thanh Orcrit cũng có thể phát sáng được khi mà có Orc đến gần. Nói qua về cái tên của Thorin, ông được gọi là Thorin II Ogensi. Chữ Ogensi cũng được giải thích trên phim rồi. Đó là trong trận chiến giữa người lùn và Orc tại Moria. Trong khi chiến đấu thì khiên của Thorin đã vỡ. Ông đã vơ tạm một khúc sồi để làm khiên tạm thời để chiến đấu tiếp. Nên từ đó ông được gọi là Thorin Khiên Sồi. Và ở thế giới trung địa này, có rất nhiều trường hợp họ đặt trùng tên với các tiền bối của mình và thêm số hiệu vào đó. Thế nên cái tên Thorin đã có đến 3 người sử dụng. Người đầu tiên là Đức Vua Thorin I, con trai của Vua Thanin I, và là vị vua thứ hai trị vì Erebo, ông nội của Thorin I, là người trị vì cuối cùng của Khadanum. Người thứ hai chính là nhân vật chính của chúng ta, Thorin II Ogensi. Còn người thứ ba chính là Thorin III Mũ Đá. Đây là con trai của Dain II và là vị vua thứ bảy của Erebo. Thorin III lên ngôi khi mà Dain II hy sinh trong sự kiện nhẫn chiến rồi trở thành một đồng minh của Đại Vương quốc Gondor thống nhất. Là con trai cả của Thanin II, ngay từ khi còn nhỏ, Thorin đã thể hiện mình là một trong những chiến binh vĩ đại nhất mà người lùn từng sản sinh ra, cùng với đó là tư chất của một vị vua tương lai. Thorin có thể sẽ nối nghiệp ông và cha của mình, tiếp tục phát triển gia tộc Durin hùng mạnh hơn nữa, lấy lại vinh quang xưa của người lùn. Nhưng sự đau thương của người lùn vẫn chưa chấm dứt. Một lần nữa, họ phải đối mặt với những sinh vật hủy diệt. Thorin mất nơi mình sinh ra, ngay từ khi chưa trưởng thành. Cuộc sống nay đây mai đó không ổn định, đối mặt với một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của thời đại khi mà vừa bước vào độ tuổi trưởng thành của một người lùn. Ông đã phải lãnh đạo cả một đội quân của gia tộc, đương đầu với sự tàn ác của lũ Orc. Sau cái chết của Thor, thì cha của Thorin dường như đã mất đi sự khôn ngoan của một vị vua. Vì vậy mà sự lãnh đạo đó phần lớn đã thuộc về Thorin. Chính điều đó đã tạo nên một ý chí sắt đá, bản tính vô cùng lạnh lùng trong con người của ông. Ông không còn chỉ là một vị vua, mà còn là một người lãnh đạo tinh thần, một biểu tượng của sự cứng rắn, không chịu lùi bước của gia tộc Durin. Thorin đã phải sống trong mối thù hận với dòng Smaug, niềm hy vọng quá lớn của những người lùn về một ngày sẽ được trở về mái nhà xưa và trách nhiệm bảo vệ toàn bộ chủng tộc khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Và rồi, khi mà giây phút mình đã giành được lại quê hương, giành được lại cơ nghiệp mà cha và ông nội của mình đã phải trả giá bằng cả mạng sống, Thorin đã không còn được vững vàng như khi không có gì trong tay. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, vàng sẽ là lý do nhanh nhất cho sự thay đổi của Thorin khi mà ông đã quay mắt 180 độ, trở thành một con người khác, ích kỷ hơn. Thoạt nhìn qua thì có vẻ đó là căn bệnh tham vàng mà những vị vua người lùn đều mắc phải. Balin cũng đã rất thất vọng khi nhìn thấy Thorin như vậy. Nhưng Balin đâu phải là Thorin, Balin đâu phải là một vị vua. Hãy nhìn sang một ông vua hàng xóm tiêu biểu khác, Thranduin, vua của vương quốc đất rừng. Ông ấy cũng rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến vương quốc của mình mà thôi. Thorin cũng đang trong trạng thái như vậy, trạng thái có trách nhiệm với những gì mà mình đang có. Số vàng đó không chỉ là của mình ông mà nó thuộc về cả vương quốc của ông. Nó có thể giúp những thần dân của ông không phải chịu cảnh khó khăn nữa. Giây phút mà Thorin cùng đoàn đồng hành cố gắng trốn tránh trong Erebo, không muốn ra tham chiến. Đó chính là khoảnh khắc yếu đuối nhất của ông, khi mà mình không có gì trong tay để bảo vệ vương quốc cả, trong khi có quá nhiều thế lực đang nhòm ngó. Điều mà ông có thể làm được duy nhất lúc đó là đứng sau những bức tường. Nhưng rồi sau đó, Thorin đã hiểu được ra rằng cách thực hiện đó là sai. Quê hương là điều không thể thiếu, nhưng đồng bào mới là gốc rễ của tất cả, và họ đang chiến đấu ở ngoài kia. Và lần này, khí chất của một nhà vua trỗi dậy, ông đã lao ra, chiến đấu hết mình. Sẽ có nhiều quan điểm cho rằng sự tham lam và lòng thù hận có thể làm thay đổi bất kỳ ai, cho dù người đó từng tài giỏi như thế nào. Nhưng họ lại không nhìn ra khía cạnh mà Thorin đang đứng. Thorin đâu có tham lam cho riêng mình, đó là sự tham lam cho cả một vương quốc đã bị mất quê hương. Nỗi lòng của một nhà vua đâu phải ai cũng có thể cảm thông được. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith bound together in death. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào!